Mới đây tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương chính thức khai mạc hội nghị quan chức kinh tế ASEAN hẹp và các hội nghị kỹ thuật có liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại và đa biên cho biết, đây là hội nghị cấp quan chức quan trọng nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch với mục tiêu chính nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của ASEAN để triển khai trong năm 2020. Với vai trò chủ trì kênh kinh tế trên cơ sở chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã đặt ra 3 định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020 gồm thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN trên cơ sở ba định hướng này, Việt Nam đang xây dựng và tổng hợp các sáng kiến ưu tiên cụ thể. Bên cạnh việc xác định các ưu tiên kinh tế do Việt Nam đề xuất, hội nghị quan chức kinh tế ASEAN hẹp lần này còn là dịp để các nước thảo luận ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành, chương trình làm việc của cả năm 2020, tình hình hoạt động của đại diện kinh tế tại phái đoàn thường trực ASEAN, việc gia nhập ASEAN của Đông Timor.